Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự trên Biển Đông Ngày 16 tháng 10, AFA Tiếng Việt loan tin nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. AFA dẫn xác nhận của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 15 tháng 10 rằng nhóm tàu sân bay Liêu Ninh gần đây đã đến Biển Đông, đã tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ và họ sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự một cách thường xuyên. AFA cũng dẫn thông cáo báo chí của văn phòng tham mưu Liên Hợp Nhật Bản trước đó, đính kèm những tấm ảnh cho thấy hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, Leonin số hiệu 16, tuần dương hạm Anshan số hiệu 103 và khu trục hạm Urumbi số hiệu 118 đã được phát hiện, đang di chuyển trong khu vực cách đảo Yonaguni 409 km về phía nam vào chiều thứ Ba ngày 15 tháng 10. Sau đó, các tàu này đã di chuyển về phía Biển Đông trong cùng ngày. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết, sau đó người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Kim cho rằng, phía Nhật Bản đã cường điệu về vụ việc. AFA dẫn lời ông Ngô được một hãng tin quốc tế đăng tải như sau. Nhiếp ảnh gia người Nhật Bản đang cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người một lần nữa. Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần đây đã tổ chức nhóm tạo sân bay Liêu Ninh để tiến hành các cuộc tập trận thường kỳ ở vùng biển Biển Đông. Đây là một phần trong lịch trình huấn luyện hàng năm với mục tiêu nâng cao năng lực chiến đấu. Trong tương lai, PLA sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận tương tự một cách thường xuyên. Theo AFA, nhóm tác chiến tạo sân bay này sẽ tham gia cuộc tập trận John World 2024B liên hợp lợi kiếm kéo dài một ngày vào ngày 14 tháng 10 bao quanh đảo Đài Loan. AFA dẫn xác nhận của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cho rằng Liêu Ninh đã thực hiện 90 lần phóng và thu hồi máy bay chiến đấu trên tàu và 50 lần cất cánh và hạ cánh trực thăng trên tàu. Theo thông cáo, tàu khu trục GS KIRISHIMA, viết tắt DD-104 của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã tiến hành giám sát và thu thập thông tin, trong đó lưu ý rằng máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã cất cánh để đáp trả các đợt phóng máy bay chiến đấu của Liêu Ninh. Trước đó, ngày 1 tháng 10, AFI loan tin quân đội Trung Quốc tuần tra sẵn sàng tác chiến tại nhiều khu vực ở Biển Đông. Theo đó, một hãng tin quốc tế dẫn nguồn từ truyền thông nhà nước Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 nêu rõ hoạt động này của chiến khu Nam Bộ Giải phóng Quân Nhân dân PLA là sự mở rộng các cuộc diễn tập quân sự suốt cuối tuần qua trong khu vực. Và đây là hình tàu hải quân và máy bay trực thăng của Trung Quốc trong một cuộc tập trận trên Biển Đông. AFA cho hay, mục tiêu của các cuộc tuần hành sẵn sàng chiến đấu trên được phía Trung Quốc nêu ra là nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tác chiến cũng như duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Biển Đông. Vẫn theo AFA, vào ngày 28 tháng 9, lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc đã thực hiện các hoạt động gần khu vực bãi cạn Scarborough sau khi Úc và Philippines cho biết quân đội hai nước này sẽ tiến hành hoạt động hàng hải phối hợp với Nhật Bản, New Zealand, Hoa Kỳ tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. AFA nhắc lại, Trung Quốc đơn phương tuyên bố gần như trọn Biển Đông trong đường Đức Khúc mà Bắc Kinh tự vạch ra. Hồi tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA ở La Hay ra phán quyết đường đứt khúc của Bắc Kinh tại Biển Đông không có căn cứ pháp lý và lịch sử. Tuy vậy, Trung Quốc không chấp hành phán quyết của tòa mà ngày càng trở nên hung hăng, quyết đoán hơn. AFA cũng cho biết, trong những cuộc nói chuyện gần đây với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Vương Nghị, Tổng trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Anthony Blinken nêu ra những hành động gây bất ổn và nguy hiểm của Trung Quốc tại biển đông. Trước đó, ông Anthony cũng cáo buộc Trung Quốc về biện pháp mang tính gây hấn là cho bố trí lực lượng tuần duyên và tàu đánh cá, bị nghi là dân quân biển tại biển đông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự trên biển đông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thờ Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phân tích tình hình quan hệ Việt Trung trong bối cảnh hiện tại. Ngày 15 tháng 10, Thời báo.d giới thiệu bài viết trên của luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada. Quan hệ Việt Trung từ sau chiến tranh biên giới năm 1979 cho đến nay vẫn luôn tiềm ẩn sự căng thẳng và bất ổn, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là một đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, cung cấp thị trường và nguồn vốn đầu tư lớn. Gần đây, chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tiếp tục khẳng định sự ủng hộ của Trung Quốc đối với con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang theo đuổi. Và đây là hình lễ kỷ niệm 74 năm quan hệ ngoại giao Việt-Trung tại Hà Nội. Mặc dù vậy, đây không phải là dấu hiệu của sự chia sẻ ý thức hệ sâu sắc mà là một chiến lược chính trị và kinh tế của Trung Quốc nhằm duy trì ảnh hưởng của mình trong khu vực, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh với các cường quốc khác. Trung Quốc mong muốn gì từ Việt Nam? Thứ nhất, kết hợp sáng kiến của Trung Quốc Vành đai và Con đường với sáng kiến giữa Việt Nam và Trung Quốc, hai hành lang một vành đai là một chiến lược của Trung Quốc nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế thông qua việc kết nối hạ tầng và phát triển thương mại. Đối với Việt Nam, điều này có thể mang lại lợi ích về kinh tế trong ngắn hạn nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ về mất kiểm soát các dự án hạ tầng quan trọng. Thứ hai, giữ vững ổn định chính trị và ảnh hưởng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, điều này giúp Trung Quốc có một láng giềng thân thiện và một đồng minh ý thức hệ trong khu vực Đông Nam Á. Kiểm soát và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc khác tại Việt Nam, việc duy trì ảnh hưởng chính trị và kinh tế thông qua các khoản đầu tư và hợp tác kinh tế là một công cụ hiệu quả để giữ Việt Nam trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. Và đây là hình ông Tô Lâm và ông Tập Cận Bình. Việt Nam có thể làm gì để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đây? Trước những thách thức đến từ sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Việt Nam cần có chiến lược đa phương hóa và đa dạng hóa các quan hệ quốc tế để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cụ thể như sau, thứ nhất, xây dựng nội lực kinh tế mạnh mẽ thông qua cải cách kinh tế, tập trung vào các ngành công nghệ cao, và các lĩnh vực kinh tế có giá trị gia tăng cao. Một nền kinh tế tự cường sẽ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào các đối tác lớn như Trung Quốc. Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác quốc tế đa phương với các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ và khỏi Liên minh châu Âu. Quan hệ này không chỉ dừng lại ở hợp tác kinh tế, mà cần mở rộng sang các lĩnh vực quốc phòng và an ninh nhằm tạo ra sự cân bằng và đối trọng trước sức ép từ Trung Quốc. Thứ ba, tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia hiện đại hóa quân sự sẽ giúp Việt Nam tạo ra thế răng đe, đồng thời là công cụ quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia. Thứ tư, chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên định, không đứng về phe nào nhưng phải dựa trên những giá trị chung, được chia sẻ của cộng đồng quốc tế và phải kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia. Dấu hiệu chuyển đổi thể chế và vai trò của tự do, dân chủ, thịnh vượng Hiện nay đã có những dấu hiệu cho thấy đảng cộng sản việt nam có thể cân nhắc một số cải cách chính trị hạn chế nhằm thích nghi với tình hình mới một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự thay đổi này là áp lực từ nội bộ đặc biệt là nhu cầu tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ trong bối cảnh phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế và đây là hình một số nhà hoạt động dân chủ bị tù đại tại sao tự do dân chủ thịnh vượng là mẫu số chung cho sự phát triển bền vững tự do là yếu tố cốt lõi để bảo vệ quyền con người tạo ra sự sáng tạo và động lực trong xã hội mọi người dân cần được đảm bảo các quyền tự do căn bản để phát huy tối đa tiềm năng cá nhân dân chủ đảm bảo sự kiểm soát quyền lực ngăn chặn sự lạm quyền đồng thời tạo ra một hệ thống chính trị phản ánh nguyện vọng của người dân dân chủ cũng thúc đẩy sự minh bạch giúp xã hội phát triển bền vững thịnh vượng là mục tiêu chung của mọi quốc gia nhưng thịnh vượng không chỉ là sự tăng trưởng kinh tế mà còn bao gồm cả chất lượng cuộc sống, sự phát triển con người toàn diện. Việt Nam cần xây dựng một nền tảng chính trị dựa trên ba giá trị này để tạo ra sự đồng thuận xã hội và đoàn kết dân tộc. Chính sự đoàn kết này sẽ giúp Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn trong đối phó với các thách thức bên ngoài, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc. Kết luận và hoạch định chính sách đối ngoại Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam cần tiếp tục duy trì một chính sách đối ngoại mềm dẻo nhưng kiên định nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, việc xây dựng nội lực dựa trên nền tảng tự do, dân chủ và thịnh vượng sẽ là yếu tố quyết định giúp Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững và giữ vững độc lập trước sự chi phối của các thế lực bên ngoài. Đảng Cộng sản Việt Nam cần nhìn nhận rõ ràng rằng sự chuyển đổi thể chế, dù hạn chế, là điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh hiện nay. Chính sự đoàn kết dân tộc được xây dựng trên mẫu số chung của các giá trị phổ quát sẽ giúp Việt Nam tiến lên trong thế kỷ 21 với một nền độc lập, tự do và thịnh vượng thật sự. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phân tích tình hình quan hệ Việt-Trung trong bối cảnh hiện tại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.